Tên Nguyễn Văn Sông. Là Nguyễn Văn Sông, là anh là chồng của chị Thúy. Rồi, thì cũng như là lúc mà chị Thúy mà bị người ta hãm hại đó là lúc đó có anh ở đó không? Dạ không. Rồi lúc đó là làm sao mà anh biết là chị Thúy mất? Là mẹ vợ điện lên mới báo mới biết được. Rồi trong một thời gian mà rồi sao mà cũng như là gia đình của chị Thúy điện anh cũng như là anh vắng mặt đó, là lúc đó là sao anh? À, lúc đó là tại cơ quan chức năng đang giữ là không có cho nghe điện thoại nữa. À, chỉ là trong khi cái lúc mà mẹ vợ điện á là trong khi nói nghe điện thoại được, nhưng mà tới lúc mẹ vợ lên được lên nhận thân thể của vợ rồi á là không có cho nghe điện thoại nữa. À, trong khi nói để vô điều tra là không có cho nghe điện thoại nữa. Lúc đó là anh có đến đó nhưng mà à, công an người ta giữ. À, chạy tới huyện luôn, công an điện tại điện thoại công an á. À, hỏi em là chồng sao của Thúy là giờ gặp ở đâu, anh kêu chạy lên tới huyện luôn đi rồi vô nó đầu giữ luôn. Chồng sao giờ là không có đứa con rồi. Dạ. Giờ nghe thông tin rồi anh về đây là mấy ngày rồi? Mới chạy về tới đây là cũng 12 giờ rồi. Dạ. Tại vì mấy bữa nay cô bác thì cũng giống như mà nghe thông tin là chị mất như vậy, nhưng mà đâu có biết là anh đang là tạm giam trên chợ. Để nói là anh giống như mà người liên quan trong trọng á, trong lúc mà người vợ mình bị như vậy mà anh lại mất tích thì rất là nhiều cô bác là đặt cái dấu chấm hỏi với anh, là nghĩ anh là một cái người mà đã là thủ phạm mà cái gì vụ việc ngày hôm nay. Thì bữa nay thì em mới biết là anh là mấy bữa nay là bị công an mà tạm giữ trên chợ. Thì gần như là những cái thông tin thì công an là cũng điều tra cũng làm rõ rất là nhiều đúng không? À, cũng làm rõ ở ngoài bộ vô làm việc luôn. Yeah. Thì khi mà thấy có một cái người vợ cho mặc dù á cái khoảng thời gian là chung sống với nhau là không có lâu, nhưng mà anh có cảm giác như thế nào khi mà vợ anh bị như vậy không? Cũng có chứ. Yeah. Nói chung là sống không có kết hôn làm kia thì, nhưng mà ngục ngạt rồi vẫn là vợ chồng. Chứ không phải là suy nghĩ là vấn đề này kia. Giờ ngày mà trước khi mà chị Thúy mất á thì chị có trăn trở hả, muốn nhắn nhủ gì tới anh không? Không. Tại không có điện thoại được mà không có điện Zalo được thì nó không biết. Dạ. Yeah. Rồi chị lâu lâu là mới điện thoại thôi ha. Không có, cả nửa năm nay là không có điện. Dạ, nửa năm nay là không có điện. Từ giữa tháng 11 2020. Vậy nguyên do tại sao mà anh khi mà biết được cái thông tin mà chị mất mà anh lại quay về? Là cũng là lúc mà điện thoại không được này kia là cũng điện thoại cho mẹ nó, là nó dặn mẹ vợ kêu vợ con nếu mà có về nó có gì kia mẹ điện cho con hai con biết này kia. Nói là mẹ vợ mới điện mới cho hai mới báo biết. Dạ, vậy là mẹ vợ điện cho anh. À, tại vì điện thoại cho mẹ vợ Zalo thường xuyên à. Dạ. Dạ, cũng vì cái điều đó mà khi mà mọi người thấy giống như bên công an á thì cũng giống như đặt cái dấu chấm hỏi. Nhưng mà nửa năm nay rồi hai vợ chồng là không có gặp, không có trò chuyện, nhưng mà tại sao mà khi mất mà lại quay về thì đâu có biết được cái điều đó là trong cái bản thân mình, mặc dù đó là chia tay giống như mà đã lâu nhưng mà vẫn còn cái tình cảm len lỏi đâu đó. Thì khi mà chuyện không may mắn là xảy đến thì anh cũng đã thu xếp mà tất tốc mà chạy về hình như trong đêm luôn đúng không anh? À, mà mấy chú công an qua thả ra nói là bây giờ đi về đâu, kêu giờ nếu mà giờ em đi về là đi thẳng về Sóc Trăng về bên vợ em luôn, làm đám bên vợ em, chứ để từ hôm nay là cái chuyện việc vợ em vậy á, em không về dưới, ở dưới cũng tình nghi em dữ lắm. Dạ, nhưng mà rồi. Nếu mà em không ở đây thì em trốn về dưới thì ở trên đây cũng nghi ngờ em, bởi hai bên là em không có, em khó có giải quyết. Dạ. Nếu mà ở bên kia được nhưng mà bên đây thì suy nghĩ em khác, nhưng mà về đây bên ở trên kia suy nghĩ em là hung thủ này kia. Yeah. Tại vì gần như là mấy ngày hôm nay thì em cũng không biết là cái vụ việc, chỉ có người trong cuộc thì mới biết được. Yeah. Nhưng mà mấy bữa nay là sự mà không mất tích của anh mà không có ai biết hết. Yeah. Rồi ngày hôm nay mà anh ngồi ở đây mà anh để trò chuyện với tụi em và để cho mọi người biết rõ hơn, thì cơ quan chức năng thì cũng đã giữ anh mấy ngày hôm nay để làm việc và để lấy những cái lời khai hoàn tất cũng như là xong xuôi hết rồi. Thì anh có giống như mà mong muốn những cái khoảng thời gian kế tiếp á thì cơ quan chức năng thì có thể tìm sớm ra cái thủ phạm không á? Dạ muốn chứ. Dạ. Tại vì nó về cũng nghe nói là nó giết dã man quá. Dạ. Nói chung là em cũng tranh thủ tìm sớm thủ để là cho vợ nó chiên thoát rồi kia đi thanh thản đó. Dạ. Thì anh có muốn gửi cái lời nào đó đến tất cả những cái người mà đã quan tâm đến chị Thúy ở đây và yêu thương gia đình của chị không anh? Dạ, thì nếu mà chắc ông mạng thấy vợ em này kia vậy thì ông mạng
này kia, nhưng mà vợ em nó cũng chết oan ức quá. Dạ. Vậy em thấy cuộc sống này thật sự là nó rất là mong manh. Bữa nay trong khi mình ngồi ở đây, còn ngày sau thì mình đâu có biết như thế nào đâu. Thì mình cũng nên trân trọng những cái gì mình đang có. Kể cả hồi tối về mà mẹ vợ nói là nếu mà bữa nay con không về là ở đây ai cũng tình nghi con hết. Dạ. Thực ra thì trong tâm anh ấy, anh cũng muốn về không ạ? Muốn chứ. Trong nội cái bữa nó là mẹ lên mẹ vợ anh nhận xác về là muốn về luôn á, nhưng mà ở chức cơ quan không cho về, làm sao về được. Dạ. Tại vì hôm qua khi mà em trò chuyện với mẹ vợ của anh á, thì nói là tại sao là khi mà nghe điện thoại á, là thấy anh đã tắt tóc, là chạy xe, là trên màn hình cái điện thoại là vẫn còn hiện cái hình ảnh của anh ngồi trên chiếc xe mà cầm lái mà để đi. Nhưng mà lúc nào giống như mà khoảng 5-10 phút hay là nửa tiếng thì cứ gọi để biết cái đường đi á, thì vẫn thấy hình ảnh anh chạy xe. Nhưng mà tới một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thì không còn hình ảnh đó, thì lúc đó là anh đã bị tạm giữ ở trong trọng rồi anh. Dạ. Là lúc đó là xuống là có lúc đó là mẹ vợ không có điện nữa mà kêu ông cậu điện. Dạ. Điện qua số điện thoại là chỉ cho ông cậu, kêu giờ cậu đi lên tới đâu cậu điện cho con. Dạ. Rồi cậu chỉ cậu đi lên tới ngay chỗ quận huyện Trần Bàn á. Rồi vô nói xong sau lưng có cái bệnh viện đó, rồi vô nói nhận xác đi. Yeah. Rồi nếu mà có về trước thì nhận xác về trước làm đám cho vợ con đi. Rồi con ở đây là công an đang giữ con. Đang giữ con là cỡ 2 ngày nữa đầu xong rồi con chạy dưới liền chứ con không có ấy đâu. Dạ. Yeah. Rồi lúc đó vô là gặp là công an là hỏi anh là quan hệ như thế nào và đã giữ anh liền ngay lập tức ha? Giữ ngay liền lập tức. Yeah. Là giữ điện thoại giữ này kia luôn, bắt đầu là người nhà lên nhận thân thể rồi là không cho nghe điện thoại nữa. Bây giờ ai điện tới cũng không cho nghe luôn. Bởi vì em suy nghĩ là nếu mà nhà điện lên là em không nghe máy là suy nghĩ là em liền. Dạ đúng rồi. Ai cũng suy nghĩ gì hết chứ không có riêng một mình bà vợ. Hôm qua là trong đám là gần như là anh em nghe cái việc lùm xùm liên quan cái vấn đề của anh. Và hôm nay thì em ngồi kế bên cạnh anh thì em mới biết rõ được cái điều đó. Thì gỡ một cái thắc mắc nào đó cho tất cả những cô bác, nhất là bên vợ anh và tất cả những người đã quan tâm đến cái vụ việc này. Thì hôm bữa đó là giữ một mình anh hay là giữ thêm những người khác nữa? Có một mình thôi, nhưng mà qua 2 ngày sau mà cũng có mấy người liên quan này kia nó là lại uống lại này kia. Với ngày qua có cái bà kế bên bả lên bả làm chứng. Dạ. Yeah. Làm chứng anh hả? Làm chứng là chết này kia là trong buổi trưa là có camera quay đồ này kia trâu lại hết. Dạ. Yeah. Là trong cái lúc mà chị mất là mà mình có vẫn có mặt ở trong quán để đi uống nước không? Không. Dạ dạ. Tại vì cái bà mẹ vợ là điện là lúc 8 giờ khuya. Dạ dạ. 8 giờ mấy tối á. Lỡ đầu là mới đang nằm ngủ rồi ngồi vậy là chạy lên xách xe là chạy xuống liền. Dạ. Mà cái thời gian nó không có giống nhưng mà không có trùng khớp đúng không? Dạ, không có trùng khớp. Dạ dạ. Vậy là anh chồng của chị Thúy hả? Là mới về chuyện qua phải? Mới về tối đêm hôm 12 giờ rưỡi. Thì thôi nãy giờ em là Phong thì em cũng tất cả giống như tất cả anh em ở đây. Dạ. Thì cũng gần nào phần nào cũng biết được cái câu chuyện mà cái sự việc mà anh mất tích trong mấy ngày hôm nay. Dạ. Là do cơ quan chức năng mà đã giữ anh để lấy lời khai. Dạ. Thì hồi giờ thì em cũng rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của anh. Và chúc anh lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống luôn nha. Và mong muốn cái sự việc những ngày kế tiếp thì công an sẽ có một cái hướng điều tra để tìm ra một cái quân thủ một cách sớm nhất để mang lại cái gì đó tốt nhất cho gia đình. Chào anh nha.